Mến chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2023. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Hôm nay thì mình thấy là các anh công nhân kỹ sư của đơn vị thảm nhựa đang đưa máy móc thiết bị rồi xe chuyên dụng lên để mà tiến hành cái quá trình thảm nhựa cái phần đường dẫn bờ Vĩnh Long. Còn ở trụ T16 thì các anh đang tiến hành tháo gỡ cái thang vận đi lên đi xuống trên đỉnh tháp lúc trước đó. Thì bây giờ là các anh tháo gỡ ra luôn. Ngày hôm qua thì các anh đã đưa cái cẩu 350 tấn về bãi tập kết rồi. Sắp tới thì cái cẩu đó sẽ đi về cầu Rạch Miễu 2. Còn ở trên mặt cầu thì những cái bó cáp di văng số 15 đã sẵn sàng rồi. Thì có thể là trong chiều nay hoặc là ngày mai thì các anh sẽ tiến hành kéo cáp di văng số 15. Còn phía bên bờ của Tiền Giang thì các anh đang chuẩn bị cho cái công tác hạ xe đúc và trượt xe đúc ra bên ngoài để mà tiếp tục xây dựng khối dầm K15 nha. Thì ở phần giữa sông thì hôm nay thì mình thấy là cái khoảng cách giữa bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang rất là gần. Nếu hôm nay ở bên Tiền Giang hạ xe và trượt xe thì lúc đó là cái khoảng cách ở giữa là mỗi bên là còn một dầm, tương đương một dầm là 10m. Vậy là hai dầm là 20m cộng với cái dầm hợp long ở giữa vài mét nữa, vậy là còn hơn 20 mét nữa thôi là sẽ hợp long cái nhịp giữa rồi, và dự kiến sẽ hợp long vào tháng 10 năm 2023 và dự kiến hoàn thành công trình 2 vào cuối năm nay, năm 2023 nha. Vậy thì trưa hôm nay các anh công nhân kỹ sư của tất cả các đơn vị đang làm những cái công việc gì và cái phần thảm nhựa phần đường dẫn của bờ Tân Hoàng của Vĩnh Long hôm nay như thế nào thì bây giờ mời tất cả quý vị khán giả cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.